100 TRT nó tương đương với khoảng là 10 đô nha anh em. Và anh em tuyển một rep anh em cũng sẽ nhận được khoảng 10 đô. Trước khi vào chủ đề chính, lại đi random video trước đó. Công việc không thể thiếu ở mỗi video ha. Sao chép URI này, rồi random. Rồi, số điện thoại 95 đuôi nhận Việt Nam Mobile ha. Nếu như trên máy của bạn chưa có ứng dụng Chat Wallet á, thì bạn hãy nhấn phía dưới phần mô tả video để tải app về. Còn nếu như bạn nào đang sử dụng cái ứng dụng Chat Wallet rồi thì hãy lên cái cửa hàng Google Play App Store gì đó, anh em cập nhật phiên bản mới nhất cho mình nha. Ở đây nếu như bạn đã update phiên bản mới cũng xuống dưới phần mô tả video, anh em nhấn vô đường link nó sẽ chuyển vào cái ứng dụng của bạn thôi. Nó kêu là liên kết đổi thưởng hoặc mã khuyến mãi thì anh em bấm vô chữ đồng ý. Rồi, chúng ta đã nhận được là 100 TWT token. Anh em lưu ý là phải update phiên bản mới nhất để anh em mới nhận được là cái token này nha. Còn nếu như chưa update anh em bấm vô sẽ bị lỗi thôi. Bấm đồng ý này. Nãy giờ chúng ta đã nhận được là 100 TWT rồi đúng không? Bây giờ anh em muốn kiếm thêm, chúng ta hãy vào phần cài đặt. Ở đây, anh em sẽ thấy cái chữ là invite friend. Chúng ta sẽ nhận được thêm nhiều TWT nữa. Thì ở đây á, chúng ta bấm vào chữ là mời bạn bè này. Bấm vô chữ sao chép này. Mời một rep anh em sẽ nhận được là 100 TWT. Và cái giá dự kiến của nó là 100 TWT nó tương đương với khoảng là 10 đô nha anh em. Và anh em tuyển một rep anh em cũng sẽ nhận được khoảng 10 đô. Giá dự kiến thôi. Sau khi nó list lên sàn Binance á, thì cái giá nó sẽ có một chút thay đổi ha. Và đến lúc đó mình sẽ thu mua hết tất cả cái đồng TWT cho anh em luôn. Nếu như bạn nào bây giờ mới bắt đầu sử dụng cái ứng dụng Chat Wallet này thì mình cũng giới thiệu qua cho anh em hiểu đôi chút ha. Thì với ứng dụng Chat Wallet này hầu như anh em có thể chứa tất cả các coin được. Chỉ cần nó thuộc dạng BIP2 này hay là thuộc dạng ERC20. ERC20 là sao? Anh em bấm vô chữ Ethereum nè. Thì anh em bấm vô chữ nhận chẳng hạn. Nó sẽ hiển thị ra một cái địa chỉ này đúng không? Anh em có thấy chữ 0 OX đầu đi. Thì nó là mã ERC20. Đó, thì hiểu vậy là được. Tất cả các cái coin ERC20 thì nó đều chung cái một cái địa chỉ này luôn đó, nên khi anh em rút về thì anh em cứ rút cái địa chỉ này, nó sẽ về chung trong cái ví này của bạn. Còn mã BIP2 thì nó cũng vậy, nó chung cái địa chỉ ha. Anh em vô cái chữ là ETH BIP2 chẳng hạn, hay là vô cái BNB cũng được. BNB này bấm chữ nhận này thì chúng ta sẽ có một cái địa chỉ BNB, đó là cái mã BIP2 của chúng ta, địa chỉ BIP2. Thì nó cũng chỉ có vậy thôi. Với cái ứng dụng này nó như là một cái ví điện tử giúp chúng ta lưu trữ các cái coin, anh em có thể hold hoặc là trade trực tiếp ha.